chúng ta học bài luyện tập chung trang 177, 178. Bài 1 tính A. 6,78 trừ đi mở ngoặc 8,951 cộng 4,784 chia 2,05. Ở đây có dấu ngoặc, tôi sẽ phải thực hiện dấu ngoặc trước, sau đó thực hiện tính chia. Vậy sẽ bằng 6,78 ta giữ nguyên trừ đi. Trong ngoặc này ta sẽ cộng vào. Tám phẩy chín năm một cộng 4,784. 1 + 4 = 5. 5 + 8 = 13. 3 × 1. 9 + 7 = 16. Thêm 1 = 17. 7 × 1. 8 + 4 = 12. Thêm 1 = 13. Chia cho 2,05. Ở đây ta sẽ thực hiện tính chia trước. 6,78 trừ đi, ta chia 13,735 chia 2,05. Bỏ dấu phẩy đi, lùi dấu phẩy đến đây hai chữ số. Sẽ bằng được 6 lần không? Được. 6 × 5 = 30. Với 0 nhớ 3. 60 là 0 thêm 3 là 3. 6 × 2 = 12. 3 4 13 trừ 12 được 1. Đánh dấu phẩy hạ 5. Được 7. 7 × 5 = 35, viết 5 nhớ 3. 70 là 0 thêm 3 bằng 3. 72 = 14. Bằng 6,7. 6,78 trừ 6,7 sẽ bằng 0,08. B. 6:45 cộng 14 giờ 30 phút chia nào. Ta phải thực hiện tính chia trước. Vậy 6 giờ bằng 6:45 cộng, ta lấy 14:30 chia 5. Được 2. 2 giờ. 2 x 5 bằng 10, 14 trừ 10 bằng 4. 4 giờ sẽ bằng 1 giờ bằng 60 phút, 4 giờ bằng 6:24, 240 phút. Ta cộng vào 30 + 40 = 70, vậy bằng 270 phút. Ta lấy 27 chia 5, được 5. 5 × 5 = 25. 27 chia 25 được 2. 0. 20 chia 5 được 4. 4 × 5 = 20. 20 chia 20 bằng 0. Phút bằng 2:54. Cộng vào sẽ bằng 2 giờ cộng 2 giờ là ta cộng phút trước, 4 phút cộng 54 phút bằng 58 phút. 6 giờ cộng 2 giờ bằng 8 giờ 8:58. À, cái chỗ này là 6:45. Không phải 6:04, 6:45, chỗ này viết nhầm chỗ này. Toàn cộng sai. Cho cộng nhá. 6:45. Cộng với 2:54. 99 phút. 8 giờ. 99 phút sẽ bằng 60 phút cộng với lại 39 phút. 60 phút
60 phút sẽ bằng 1 giờ. Vậy ta đổi thành 1 giờ. 8 giờ cộng thêm 1 giờ là 9 giờ. Vậy là 9 giờ 39 phút. 9 giờ 39 phút. Theo bài số 2. Tìm số trung bình cộng của 19, 34 và 46. Trung bình cộng của 3 số thì A. Nó trả lời ra là 2 chấm. Ta lấy 19 cộng 34 cộng 46. Ta thấy đây có 3 số hạng nên ta cộng vào ta chia cho 3. Có bao nhiêu số hạng thì ta sẽ chia cho từng đấy. Ta cộng trung học vào ta chia cho 3. Chín cộng 4 là 13, 13 cộng 6 là 19 với 9 nhân 1. 1 cộng 3 là 4, 4 cộng 4 bằng 8, 8 thêm 1 bằng 9. 99 chia 3 sẽ bằng 33. Ý B cũng trả lời như vậy, trung bình cộng của ba phẩy tám là 2,4 cộng 2,7 cộng với lại 3,5 cộng 3,8. Ta thấy ở đây có 1, 2, 3, 4 số hạng cộng với nhau, vậy ta chia cho 4 sẽ bằng 2,4 cộng 2,7 5,1 cộng 3,5 8,6 cộng 3,8 14 nhân 1, 3 cộng 8, 3 bằng 11, thêm 1 là 12, 12,4. Ta chia cho 4. 12 chia 4 được 3, 3, 4, 12, 12 trừ 12 bằng 0. Đánh dấu phẩy hạ 4. 4 chia 4 được 1, 1 chia 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, bằng 3,1. Bài 3. Một lớp học có 19 học sinh trai. Số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai là 2 bạn. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái. Số học sinh gái nhiều hơn học sinh trai là 2 bạn. Học sinh trai là 19 rồi, vậy số học sinh gái nhiều hơn học sinh trai, vậy là số học sinh gái là 19 cộng 2. Vậy ta sẽ tìm luôn số học sinh nữ luôn. Số học sinh gái là 19 cộng 2 sẽ bằng 21. Học sinh. Bây giờ ta sẽ tìm xem số học sinh cả lớp là bao nhiêu. Sẽ bằng số học sinh nam, trai là 19 cộng số học sinh gái là 21. Sẽ bằng 40 học sinh. Người ta hỏi lớp học đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái. Có nghĩa là số học sinh gái, bao nhiêu phần trăm học sinh gái là số học sinh gái so với số học sinh của cả lớp là bao nhiêu phần trăm. Số học sinh trai so với số học sinh của lớp là bao nhiêu phần trăm. Ta sẽ có
tỷ số phần trăm học sinh nam. Học sinh trai đi. Và học sinh cả lớp. Là tỷ lệ học sinh nam, học sinh trai là 40 là 10 19. Học sinh cả lớp là 40, ta lấy 19 chia 40. Sẽ bằng. Thêm 0 vào. Được 4. 4 x 0 là 0, 4 4 16. Thêm 0 vào. 7. 7 4 28. 280. Còn thứ 20. Thêm 0, 200 chia 40 được 5. Bằng 0,475. Tỷ số là bằng 0,475 và ta nhân 100% thì sẽ bằng là 47,5%. Tương tự ta tìm tỷ số học sinh gái. Và học sinh cả lớp. Là 21 chia 40 sẽ bằng 0,5. 54 20 thừa 10. 100 chia 4 được 2. 24 là 8, 800. 200 chia 4 được 5, 54 20, 200 bằng 0,525. Ta nhân 100% nó sẽ bằng 52,5%. Bài 4. Một thư viện có 6.000 quyển sách, cứ sau mỗi năm số sách của thư viện được tăng thêm 20% so với số sách của năm trước. Hỏi sau 2 năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách? Thư viện có 6.000 quyển, đúng không? Vậy sau 1 năm, sau 2 năm, sau năm thứ nhất thì nó cộng thêm 20%, thì ra là A, đúng không? A quyển sách. Vậy sau năm thứ hai lại cộng thêm 20% nữa thì ra B quyển sách. Vậy ta phải tìm xem B này là bao nhiêu quyển sách. Sau 2 năm nó sẽ là bao nhiêu quyển sách. Vậy muốn biết là sau năm thứ nhất là có bao nhiêu quyển sách thì ta phải xem
Sau năm thứ nhất là tăng 20%, tăng 20% là tăng bao nhiêu? Tăng 20% của 6.000 người sách là bằng bao nhiêu? Sau đó ta sẽ lấy 6.000 nhân với số tăng này, đúng không? Số sách tăng này thì sẽ ra số sách của cái năm đó. Năm thứ nhất. Năm thứ hai lại tăng thêm 20%, lại tìm số tăng thêm 20% là tăng thêm bao nhiêu. Sau đó, sau năm thứ hai thì làm có bao nhiêu cuốn sách, ta sẽ lấy số sách của năm thứ nhất là A này cộng với số sách tăng thêm 20% nữa thì sẽ ra giải cái B. Chúng ta sẽ làm bài giải như sau. Sau năm thứ nhất thì số sách thư viện tăng thêm là bao nhiêu? Tăng thêm là 2 chấm. Năm thứ nhất thì mỗi năm là tăng thêm 20%, vậy năm thứ nhất sẽ tăng thêm 20%. 20% của 600 quyển này hay 6.000 quyển này chính là 6.000. Nhân với 20% chính là nhân với 20 và chia 100. Sẽ bằng 6 x 2 bằng 12. 4 số 0 đằng sau nữa. Chia cho 100 sẽ bớt 2 số 0 đi, sẽ bằng 1.200. Vậy thì năm thứ nhất là tăng 1.200 quyển, vậy thì số sách của năm, vậy thì sau năm thứ nhất thì thư viện có số sách là, nó tăng thêm 1.200, vậy thì nó là đang là 6.000 đúng không? Cộng thêm cái tăng thêm thì nó sẽ ra bằng 6.000 cộng 1.000 là 7.000. 7.200 quyển. Tiếp theo, sau năm thứ nhất là 7.200 quyển rồi, vậy thì năm thứ hai nó cũng tăng thêm 20%. Vậy thì ta sẽ có sau số sách sau năm thứ hai thì số sách thư viện ta tăng thêm là bao nhiêu? Tăng thêm 20% là tăng thêm 20% so với cái này chứ không phải so với cái đầu năm đầu tiên này, đúng không? So với cái sau năm thứ nhất này là tăng thêm 20% nó sẽ bằng 7.200 nhân với 20 chia 100. Nhân với 20 chia 100. Bằng. Ta lấy 72 nhân 2. 72 14. 1 2 3 số 0. Ta chia cho 100, ta bớt 2 số 0 đi, sẽ bằng 1.440. Đây là tăng thêm này, nhớ không? Vậy thì sau năm thứ hai số sách thư viện sẽ có tất cả là, sau năm thứ hai chính là sau 2 năm đấy. Sau 2 năm số sách thư viện có là, sau năm thứ nhất là 7.200, vậy thì sau năm thứ hai nó sẽ tăng thêm là 1.440 quyển nữa, cộng vào sẽ bằng
2 cộng 4 bằng 6, 1, 7 cộng 1 bằng 8, 8.640. Bài số 5. Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc là 28,4 km/h. Khi ngược dòng có vận tốc là 18,6 km/h. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước. Vận tốc của dòng nước sẽ bằng vận tốc của tàu thủy khi xuôi dòng trừ đi vận tốc của tàu thủy khi ngược dòng chia cho 2. Ta sẽ có bài toán như sau, bài giải như sau. Bài 5. Ta sẽ tính vận tốc của dòng nước. Sẽ bằng vận tốc của tàu thủy khi xuôi dòng là 28,4 trừ đi vận tốc của tàu thủy khi ngược dòng là 18,6 và chia cho 2. Mười bốn trừ sáu bằng 8 + 8 nhớ 1, 8 + 1 là 9, 18 - 9 bằng 9 + 9 nhớ 1, 9,8 chia 2, 9 chia 2 được 4, 4 2 là 8, 9 + 8 được 1, hạ 8 được 18, chia 2 được 9, 9 2 18, 18 - 18 bằng 0, 4,9. km/h. Ta tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng. Ta vẫn hay lấy vận tốc của tàu thủy. Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng sẽ bằng vận tốc của tàu thủy khi nước lặng. Đúng không? Cộng với vận tốc của dòng nước. Đấy. Bây giờ người ta lại yêu cầu tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng. Vậy ta phải lấy vận tốc của tàu thủy khi xuôi dòng trừ đi vận tốc của dòng nước thì nó sẽ ra. Vậy vận tốc của tàu thủy khi xuôi dòng người ta đã cho trong đầu bài rồi, là vận một tàu thủy khi xuôi dòng với có vận tốc là 28,4 km/h. Đấy chính là vận tốc của tàu thủy khi xuôi dòng.
sẽ bằng 28,4. Trừ vận tốc của dòng nước chúng ta vừa tìm được là 4,9. Ta sẽ lấy 28,4 trừ đi 4,9 bằng 14 trừ 9 được 5. Với 5 nhớ 1, 4 thêm 1 là 5, 8 trừ 5 bằng 3. 23,5. Thank you.